Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại video mới này của mình. Và mọi người có thể thấy là tóc mình đang khá là mới đúng không? Tóc mình đang đổi kiểu tóc, mình đã đổi sang cái kiểu gọi là kiểu Modern Quiff rồi. Cho nên là mình cũng sẽ tìm cho mình một cái sản phẩm sáp vuốt tóc thích hợp hơn. Và mình đã cắt tóc này khoảng 2 tuần nay rồi, mình cũng vừa mới tìm được ra một cái sản phẩm, một cái lọ sáp vuốt tóc, đó chính là The Zen Bay Profiter. Và nếu như các bạn không biết thì The Zen Bay là một trong những cái hãng sáp vuốt tóc, có thể nói là hãng sáp vuốt tóc local brand, họ làm trực tiếp ở tại Việt Nam. Và mình mượn sản phẩm này tại Yourhair. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái sản phẩm là The Zen Bay Profiter này. Thì đây là một cái sản phẩm made, một cái sản phẩm mới mà mình thấy vuốt khá là ngon. Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi về cái thiết kế của sản phẩm. Và đây là một cái lọ sáp được đựng ở trong một cái hũ thủy tinh như thế này, và có màu là màu nâu cánh gián, cùng với cả những cái label nó khá là đơn giản của The Zen Bay từ ngày trước đến giờ cũng đều là những cái label kiểu như vậy, là bao gồm là một chữ là The Zen Bay và cái sản phẩm của họ ở bên dưới. Đằng sau này chúng ta sẽ có những cái chú thích chi tiết của sản phẩm như là thành phần và những cái cách dùng của sản phẩm. Ở trên nắp này có một cái logo của cái sản phẩm nữa là Profiter được dán ở ngay trên nắp. Nếu như mình không nhầm thì những cái lọ mà hũ sáp lùn như này thì thường là sẽ được order ở bên nước ngoài. Và nhìn lọ này nó khá là sang, nó khá là giống với cả những cái sản phẩm của Sea Revival, là họ đều làm trong cái hũ sáp lùn như này, nhìn trông rất là sang trọng và đẹp. Và về cái mùi hương của sản phẩm này thì cái mùi này nó có ghi là mùi sandalwood, mùi gỗ đàn hương, thì mình ngửi đúng là cái mùi này luôn. Nó có một cái hương thơm khá là nhẹ mà nó cũng sẽ rất là men. Bởi vì đây là một con Metapet cho nên là cái chất xác của nó sẽ lấy ra rất là dễ dàng. Và nó khá là creamy, nó khá là mượt, khi mà các bạn break down tay thì nó sẽ tan ở tay của các bạn sẽ rất là nhanh. Khi mà các bạn apply lên tóc ạ, thì đây là một con sáp mà để lại cho mình khá là nhiều ấn tượng. Nó bám vào tóc cực kỳ là nhanh, nó ăn sáp vào tóc rất là nhanh, cho nên là nó sẽ thể rút gọn cái quãng thời gian mà mình vuốt tóc trước khi đi chơi ngắn lại. Và về cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình đã apply lên tóc ạ, là nó có một cái độ dính nhẹ. Cái độ khô nó cho ra cũng khá là vừa phải, không quá là khô. Nhưng mà sau đó khoảng tầm 1 tiếng sau thì cái chất lượng hút dầu của nó, tóc mình có dầu mà, cho nên là 1 tiếng sau dầu nó bắt đầu ra ấy, thì là nó sẽ hút dầu lại và tóc của mình vẫn rất là khô. Và về cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái con Profiter này là khi mà các bạn vuốt lên tóc, nó sẽ lại để lại cho các bạn một cái độ dính nhẹ nhàng, nó không quá là dính, và một cái độ khô nó cũng vừa đủ, nó cân bằng được giữa độ khô và độ ẩm, nhưng mà nó sẽ thiên hướng khô hơn một chút, cho nên là các bạn sẽ không cảm giác như là nó sẽ rất là bết hoặc là sẽ khô rít tóc cả. Và đây là một cái sản phẩm là made to bed, cho nên là nó sẽ có một cái chất sáp rất là nhẹ. Các bạn vuốt lên tóc ở những cái ngày hè nắng nóng ấy thì yên tâm là tóc của bạn sẽ không bị sập, và nó sẽ làm tăng cái độ hâu, độ volume, độ phồng, độ texture của cho các bạn lên. Và khi mà các bạn vuốt lên tóc, nó sẽ làm cho cái độ phồng ở trên tóc của các bạn sẽ hiển thị luôn rõ rệt ngay lúc đấy. Đối với một cái sản phẩm clay hay là những cái sản phẩm khác ấy, khi mà các bạn vuốt lên tóc thì thường là nó sẽ bị sập, và sau đó khoảng tầm từ 30 đến 60 phút thì nó sáp nó ăn vào tóc rồi, thì cái lúc đấy độ phồng nó sẽ đạt được ổn định. Nhưng mà cái con này, nó khi mà các bạn vuốt lên nó sẽ ăn vào tóc luôn, cho nên là đây là một cái đặc điểm khá là hay của con Metapet. Và sản phẩm này thì nó có hai bản, một bản là bản 50g cho các bạn có thể muốn trải nghiệm thử, và một bản là 100g. Thì ở trên tay mình đây là một bản 100g một cái. Và mọi người nên sử dụng một cái lượng sáp vừa đủ, nếu như mà thấy chưa đủ thì hãy dùng thêm một chút nữa để tăng thêm, không nên dùng một phát quá nhiều, bởi vì là nó sẽ gây ra hiện tượng bết và khá là rít tóc. Và mọi người có thể thấy ngay đây luôn là tóc mình đang vuốt bằng con Profiter này thì nó cho ra một cái texture khá là nhiều, những cái lọn tóc to như này nó cho ra khá là rõ, và cái độ phồng của cái lọn tóc ở phần mái của mình ấy, nó phồng lên rất là nhiều. Cái điều mình thực sự rất là thích ở con này là nó thực sự rất là nhẹ luôn. Mình khá thích vuốt những con sáp nhẹ, nhưng mà những con sáp nhẹ ấy, ở trên tóc mình là tóc trung bình, cho nên là nó sẽ bị sập rất là nhanh, nó sẽ bị bay là tả. Nhưng mà con này thực sự mình thấy rất là chất lượng. Về cái độ kết dính của nó thì nó khá là vừa phải, khi mà mình đảo tay như này này thì nó cho ra những cái texture vừa đủ trên đầu của mình. Và bây giờ thì mình có một chút việc ở bên ngoài cho nên là mình sẽ phải đi, và hẹn gặp lại mọi người một lát nữa để xem là cái độ hâu, độ texture cái sản phẩm này sau khoảng tầm từ 6 đến 7 tiếng xem là nó sẽ như thế nào. Và ok, và đây là tóc của mình sau khi mình đã vuốt bằng con Profiter được khoảng tầm 9 tiếng rồi. Và mọi người có thể thấy là cái độ kết dính ở trên tóc này, cái độ texture mà nó tạo ra trên tóc rất là nhiều, nó cũng không hề bị suy giảm đi, bởi vì là mình thấy là nó khá là giống với cả cái ban đầu mình vuốt. Cái kiểu này mà mình đang để ở đây là kiểu Modern Quiff, cho nên là kiểu cái phần mái của nó sẽ hơi thiên hướng về cái kiểu Modern một chút, còn ở cái phần đỉnh sẽ là kiểu Quiff, cho nên là ở phần đỉnh sẽ ngắn hơn. Và mọi người thấy là cái độ texture nó cho ra khá là rõ ràng, những cái lọn tóc nó cho ra rất là tự nhiên. Cái đặc điểm con này là mình dùng cả một ngày nay rồi và mình thấy nó hút ẩm vẫn khá là tốt, cho nên là chắc chắn đây sẽ là một con sáp mà mình sẽ sử dụng nhiều trong thời gian sắp tới. Và cái sản phẩm The Zen Bay Profiter này nó đang bán khá là chạy ở Yourhair, và nếu mà mọi người có muốn quan tâm cũng như là trải nghiệm cái bản 50g trước thì mọi người hãy bấm vào phần mô tả bên phía dưới để biết thêm về Yourhair cũng như là Profiter. Và cũng khá là vui mình được tặng một cái code là đạt 10 sẽ giảm giá trực tiếp 10% khi mà các bạn mua con sáp Profiter này. Tin mình đi cái con Profiter này nó sẽ không là các bạn thất vọng đâu. Và nếu thấy hay thì mọi người nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel cho mình để mình có thể có thêm động lực vào những video tiếp theo. Và hẹn các bạn tất cả các bạn ở những video sau. Peace.